Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh FastKey. Thì như các bạn đã biết, việc cài cạp chuông trên những chiếc điện thoại Android ấy, Samsung này hoặc là Xiaomi, Huawei thì rất là đơn giản. Thì chỉ việc tải cái bản nhạc đấy về, chọn vào phần trồng thông tin trong file và chọn nó làm nhạc chuông là xong. Tuy nhiên ấy, thì việc cài nhạc chuông cho những chiếc điện thoại iPhone, đơn cử như chiếc điện thoại iPhone trên tay mình đây là iPhone XS Max, nguồn được từ Fast Mobile. Ở Fast Mobile thì sẽ có chính sách bảo hành dài hạn và những cái chiếc máy ở đây sẽ vô cùng là mới. Nếu các bạn quan tâm thì các bạn có thể ghé qua đường link mình để ở phần phía dưới mô tả video nhé. Thì muốn cài được những chiếc muốn cài được những cái bài nhạc chuông hay, ví dụ như là trên YouTube thì sẽ có những cái bài nhạc chuông mới nhất của anh Quay Đây Pin, ví dụ như Bông Hoa Đẹp Nhất chẳng hạn, thì mình có thể lên YouTube mình tải về. Nhưng đối với những chiếc điện thoại iPhone ấy, thì nó khá khó. Hôm nay sẽ giới thiệu cho anh em một phần mềm mang tên là Bauton. Phần mềm này ấy, thì cũng có rất là nhiều người review rồi, rất nhiều người đã từng hướng dẫn anh em rồi. Tuy nhiên thì nó cũng hơi cũ rồi nên là mình sẽ muốn làm lại, xem là những cái trải nghiệm về phần mềm sẽ có mới thì không. Ok, mình đã tải sẵn rồi. Tuy nhiên thì anh em chỉ việc download nó là được. Khi download xong thì mình cài. Nó sẽ hiện lên phần cài như thế này, anh em chỉ việc install là được. Mình đã cài sẵn rồi thì mình sẽ mở lên cho anh em coi. Ok, thì giao diện nó sẽ hiện ra như thế này. Thứ nhất ấy, thì nó sẽ nói mình là cái cọc cáp của mình không được đứt gãy này, không được nối sang một cái phần khác này, rồi là phải nhập được mật khẩu này. Ok. Thì ngay lập tức khi mà mình kết nối thì nó đã nhận được chiếc iPhone của mình. Ở đây thì nhận được khá là nhiều thông tin, nào là phần iOS này, phần jailbreak các thứ này. Nhưng mà những cái phần này thì mình sẽ nói ở phần video sau. Ok, như anh em đã biết thì việc tải những cái bài nhạc thì mình sẽ thường tìm vào phần YouTube đúng không nào. Ở đây thì mình sẽ trình duyệt, mình sẽ vào bằng trình duyệt cấp cấp, sẽ tìm những cái bài nhạc hay nhất. Mình sẽ chọn bài đầu tiên chẳng hạn, như của anh Quân IP chẳng hạn. Mình sẽ chọn những cái phần hay nhất, ví dụ như âm thanh. Sẽ chọn phần âm thanh này và ấn tải xuống. Ở đây ấy, thì mình đã tải sẵn rồi. Khi mà vào Bauton, chúng ta sẽ có hiển thị như này và chúng ta sẽ chọn Make Restore. Chúng ta sẽ chọn From PC ở đây. Đó, ở đây thì mình đã tải được cái bài nhạc sẵn có rồi. Mình sẽ chọn nó thôi. Đó. Khi mà nhấn nút lại thì bạn có thể chọn được một cái đoạn nhạc khoảng 30 giây. Có thể là mình chọn ở giữa bài hát đi. Ví dụ mình sẽ kéo cái thanh này giữa bài chẳng hạn. Cái này thì tùy những bạn nào thích 30 xem mà đoạn nào mình hay nhất thì mình có thể chọn thôi. Ok, khi mà mình đã chọn được cái phần nào mình ưng ý nhất thì mình có thể phần General Restore này để có thể ấn vào. Mình đợi một lúc. Đó, khi này thì nó sẽ hỏi là bạn có muốn xuất cái file này sang cái thiết bị của bạn không? Thì bạn hãy ấn đồng ý nhé. Ok. Rồi. Việc này hoàn toàn là dễ luôn. Khi mà bạn có thể mất thì khoảng 2-3 giây là mình có thể cài được những cái bài hay nhất và phần máy của mình rồi. Nhạc chuông của mình ấy thì đã được vào trong máy rồi. Ok. Sau khi đến cái bước trên máy tính đã hoàn tất rồi ấy, chúng ta sẽ đến bước trên điện thoại. Các bạn vào phần cài đặt. Đó, cực kỳ đơn giản, các bạn vào phần âm thanh. Sau đó là nhạc chuông. Ở đây ấy, thì mình đã chọn sẵn nhạc chuông của anh Quân rồi. Tuy nhiên ấy, bình thường nó sẽ là phần mặc định. Đó. Ở dưới phần mặc định thì cũng có khá nhiều bài nhạc cũng là khá là hay. Tuy nhiên ấy, thì ai cũng giống ai hết, nó không thể hiện được sự cá tinh hóa của mình luôn nào. Mình sẽ chọn được cái bài hay nhất, hot nhất bây giờ. Đó. Tuy nhiên ấy, thì cái nhạc chuông ấy thì mình sẽ tắt đi và các bạn sẽ không nghe thấy. Không muốn phần bản quyền mình dính vào video này. Ok, những cái bước của mình khá là đơn giản, tuy nhiên thì nó cũng chưa chi tiết lắm đâu. Nếu các bạn có bất kỳ một cái câu hỏi hoặc là những cái thắc mắc nào ấy thì đừng ngại comment ở phần bên dưới thì mình có thể trả lời cho các bạn nhé. Video của mình đến đây cũng khá dài rồi. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn đến những video lần sau. Đừng quên nhấn like, share cũng như là subscribe kênh của chúng mình nhé. Ok, xin chào.